Hello, xin chào các bạn nhá. Chào bạn đến với video tiếp theo của tôi. Chúc bạn có một ngày mới thật nhiều vẻ. Hôm nay anh em có thể thấy là một ngày khá đẹp trời đúng không? Mát mẻ. Và hôm nay tôi sẽ nhận lời mời thách đấu cùng Văn Công Vlog, đó chính là thả con diều này. Là con diều gì ạ? Quang cho anh mượn con diều này. Đây là con diều hôm nay mình mượn của Quang để solo cùng với Văn Công. Hôm nay Văn Công chơi một con diều. Con diều gọi là con diều diều cần câu đâu? Đây là cần câu thật và tôi sẽ quay review cho anh em xem. Đây là một con diều mẹ bồng con. Mẹ bồng con này có kích thước khoảng độ là 1m2 anh em nhá. 1m2 hay là 1m3 đã được độ rất là đẹp luôn. Và hôm nay tôi sẽ sử dụng. Cái này là cái gì các bạn biết không ạ? Cái này là cái... chắc là cần câu ấy, thì câu cá. Hôm nay tôi sẽ thả con diều này thử xem anh em nhá. Thì tôi không biết là con diều này nó có liệu nó có nên được không anh em ạ. Nấu rồi tôi mới để ý là một con diều chất lượng như này. Và bây giờ tôi sẽ cùng với Quang. Đây là Quang, sự giúp đỡ của Quang. Hôm nay sẽ kéo con diều này anh em nhá. Đây, thì phỏng vấn Quang tí. Quang, em làm con diều này trong bao lâu em? Đây là một con diều châm hương mà hôm nay nhận lời thách đấu cùng Văn Văn Công. Thì em tự tin con diều này nên bao nhiêu phần trăm em? 100% ấy. 100%. Với cái kiểu như là em chơi con diều này thì em cảm thấy là nó nên bỗng hay nó đẹp không? Nó hơi nghịch tí. Hơi nghịch tí à? Vâng. Hơi nghịch tí thôi đúng không? Nhưng mà vẫn bay được đúng không? Vâng. Hôm nay anh sẽ nhận lời mời thách đấu của Văn Công ấy, nên là em biết anh Công nói gì? Vâng. Đấy, thế là anh sẽ chơi solo cùng với Văn Công để xem là Văn Công sẽ như thế nào. Và hiện tại là đang đến giờ, sắp đến giờ hẹn này các bạn nhé. Và tôi sẽ cùng Minh Quang, đây cũng là tên là Quang các bạn ạ. Tôi tên là Quang, tôi là Đức Quang, đây là Minh Quang à? Vâng. Ok. Các bạn ơi, hiện tại là tôi đang chờ Văn Công đến. Đâu rồi Văn Công ơi? Để xem sao Văn Công ơi. À đây, trong này đúng không? Văn Công ơi, đúng rồi. Ô, hôm nay thách đấu gì? Sao nay bạn mang cả cái con diều gì mà đẹp đẹp thế nhỉ? Giống với con diều hôm trước solo cùng với mấy thằng em kia đúng không? Đây, bọn nó cứ pịa pịa đây nhưng mà con này không có pịa. Con này hôm nay bạn cầm con này ra để đoạt giải với tôi à? Nhưng mà để chơi cái này thì bạn có con gì chất chất. Đây, của tôi ấy là mẹ bồng. Ôi ôi. Con này ấy là mẹ bồng con, còn con này là con đồng con mẹ nhưng mà chưa chắc gì con nó thắng mẹ. Nhưng mà nhìn thấy cùng nắm con này con cha thôi. Không, nhưng bạn mà nhìn con này làm cũng kiểu tâm huyết đấy nhỉ. Tâm huyết mà châm hương cực kỳ đẹp luôn. Con này ấy là con 22 hôm trước mang solo thì ra bạn mang cái con này là solo tưởng thế nào. Và cái con gì đặc biệt hơn đâu? Con. Rồi thật chứ mày con này. Ờ mày đây là mày cuốn mini con này, tầm này solo. Ra gọi là múa mày tí chứ gặp con hổ này cho vai phát thì đây là con cú của bạn à. Cú lửa. Nhầm rồi, cú lửa vồ cho vai phát. Tôi nói thật với bạn này, con này cũng nắm là con bố của con này thôi nhưng mà bạn biết tại sao không? Sao? Con hơn cha là nhà có lóc. Lóc đấy này, cả bố cả con đi đấu này. À, cả bố cả con. Ơ vậy thằng này không phải là con à? Thằng này là mẹ bùng con à? Đây các bạn nhá, đây mẹ bùng con phẫy nha. Đây bố bùng. Thôi để không cần nói nhiều nữa, bây giờ đấy bạn nhờ thằng em là ra kéo cho bạn đi. Tôi quay cho bạn xem con diều này nhá. Hai thằng một phát đâm lên, xem thằng nào lên cao hơn, ok chắc không? Chưa? Chắc mẹ luôn. Thua bẻ diều nhá. Không, đây là diều của Quang à. À quên mất. Diều của tôi chơi với bạn luôn. Mẹ thua bạn bẻ. Thua là kiểu gì? Gì? Thua. Thua vứt thằng bé này xuống sông. Thôi, nay tôi chẳng còn tiền nhiều đâu. Đây tôi còn mỗi tí tiền. Anh em chơi với nhau thích thì giao lưu làm tí tất tay. Nhiều thế nhỉ? Tay chơi không? Chỗ này đâu đằng mấy, chỗ này cùng nắm là... Lấy tiền để cái ví cũng được. Ờ, trong này ví của tôi còn... có đồ này. Đồ à? Ờ, biết làm gì không? Còn bong bóng vậy? Chịt mẹ mình có bong bóng gì? Toàn đồ không có tí bong bóng nào đâu nhá. Toàn thẻ căn cước này, đồ của tôi. Đây là đồ thẻ căn cước này, thẻ nào rút tiền này. Rồi bằng lái xe này, làm gì có cái gì đâu anh em. Đây còn đúng hai mình, nhưng đây nữa hai bạn tịch tính tôi chơi nốt tất tay. Bỏ hết ra đi, đưa hết tiền đây. Con tiền này đang đang đi chiến đấu. Thôi như này đi. Mấy này chơi kèo thua 2-3 anh em ạ. Quang tự tin 100%. Thì Quang ơi, thì anh nghĩ là giờ nếu mà để mà nói thì Công chơi tới bến rồi đấy. Thì em liệu tự tin bao nhiêu phần trăm cho em chỉ đạt ở đây con này? Xuống rồi ạ. Xuống à? 80 cho mày. Nhưng em nhìn 80, đấy, 80 em, à? Không nhưng mà em phải nhìn con này đã thì rén rồi nhỉ. To. Nó to. Chưa thấy đén, bạn thấy chưa? Chưa à? Giờ chưa thấy đén. Chưa thấy đén, anh em bây giờ phải đâm lên để biết được đúng không? Ok, bây giờ vào việc luôn nha. Đâm cả hai con luôn cho các bạn xem anh. Cùng em đúng không? Chả vậy, một phát hai con luôn anh em nhá. Ok. Bây giờ ấy là bạn cho bạn suy nghĩ lại đi. Con diều này, con diều siêu nét của Quang là đẳng cấp năm nay. Bạn không đấy, có đủ tuổi đâu. Cái câu đấy phải là dành cho tôi. Bạn phải suy nghĩ lại đi. Suy nghĩ lại à? Hôm nay thì hôm bạn nay thì bạn tất tay, nếu mà bạn hết được tôi không giả lại đâu. Biết chưa?
tầm này suy quá hôm nhỉ? Nay nê bùi chu mẹ bạn đưa vậy tôi tè ăn hết đấy. Tôi chắc chắn là tôi ăn rồi đấy. Nghe có vẻ suy nhở, mẹ kiểu như trong suy nghĩ à? suy ngẫm ấy anh em ạ. Ui giời, tim đập thình thình thịch này. Cũng có vẻ hơi nhanh nhưng mà không đáng kể. Thôi thì như này đi. Hả? Cả hai con một phát lên trời, đâm phát hai con luôn, con nào rơi trước con đấy thua. Okay. Nói chung là con nào con đấy thua mà tí chắc nữa. Chắc chắn con rìu đen này thua anh em nhá. Nói thuần luôn cái bạn luôn là nó cũng căng ấy, nhưng mà để mà nói thì con rìu này thằng em làm vẫn còn sai quy cách, bởi vì tôi thấy là cái phần đuôi dưới này làm mà cắp quang hơi to, với cả là nó căng quá thì phải rìu to cơ, phải tầm 2 mét cơ. Chứ còn đây là rìu của công thì nên tôi xem nèo nào là. Tôi thấy nèo này cũng ổn đấy các bạn nhé. Nhưng mà cọc thêm cục pin nữa, không biết này, nếu tháo cục pin ra có chơi được không. Ôi rồi. Đây các bạn ơi, bây giờ là tôi sẽ cùng Văn Công nhá. Văn Công thì cứ nãy giờ không thấy nó gì, chắc là im lặng nữa anh em ạ. Đấy, à đây. Đang đứng trên đây này, đang đợi Quang đến để đưa tiền đây này. Vẫn đang đợi à? Đang đợi bạn ơi. Thế thì bạn có sai lầm khi gặp tôi rồi. Thôi vậy thôi, vậy thôi, vậy thôi, hết dây rồi. Bạn ơi, lên đây đi, dịch lên đây đi, dịch lên đây đi. Vãi hả? Đứng lên đây, vậy thôi. Bạn lén à? Kéo dây này đi bạn ơi, em ơi. Cho gần này đây qua Tiến ơi. Kéo dây vào đi, kéo dây về đi anh ơi. Chuẩn bị cơn này chuẩn bị mưa rồi. Tối nay bùi chu mưa luôn anh em ạ. Ai bạn đứng sang bên cạnh đi, tôi đứng trong đây. Đi lên đây, dịch lên đây, dịch lên Quang ơi, dịch lên đây. Này bạn ơi, chuẩn bị chưa? Bạn sẵn sàng chưa nào? Trời ơi. Sẵn sàng nhá. Các bạn ơi, các bạn cùng chuẩn bị nhìn nhá. 2 3 này anh em ơi. Tôi tin tưởng vào tay nghề của Quang anh em ạ. Quang tên giống tôi là 1 2 3. Không đụng tiền nhá. 1 2 3 chạy theo nhá. 1 2 3 lên. Qua. Ui ơi. Ui ơi. Ôi. Bé mà ơi, bé mà khéo phết nhỉ. Mẹ con gì của tôi. Ôi giời sao kìa? Con gì của tôi. Ôi kìa. Ôi. Phát súng đầu tiên. Không rơi, đừng rơi em ơi. Ôi đúng rồi. Hay. Hay lắm, thả. Mày quá suýt nữa thì rồi anh em ạ. Khéo phết nhỉ. Diều của công lên chất cho người ta. Giữ về chăn nổi. Chuẩn bị mổ con đen đen nhỉ, mấy con đuổi nhỉ. Ôi con diều của tôi lên rồi anh em nhá. Anh em có thể thấy thế nào khi mà hai con diều đang đấu khẩu với nhau anh em ạ? Vâng, con diều của tôi đã lên cao hơn anh em ơi. Không thả dây nữa đâu. Con diều cú lửa không thả dây nữa. Hai con dây bằng nhau để xem con nào cao hơn mà. Ôi giờ là tôi, diều tôi thắng rồi bạn Công ơi. Ơ mẹ. Bây giờ là bạn thấy thế nào đi thôi. Chứ tôi là tôi không biết đâu. Tầm này thì nên. Ê, đang quay trở lại đi. Tầm này nên thì nên dễ rồi đúng không? Ừ. Quan trọng là phải bắt tận tay xuống êm ái rồi tí. Ê, sao bạn này thế? chơi diều thì biết là thế rồi. Đã nhưng chơi... mà cái lợi thế là về tôi nhiều hơn rồi, diều tôi bay cao hơn. Giờ hai con đều nên đều đậu. Ừ. Vậy thì con nào nhất đúng không? Đi cứ đi về đây rồi biết. Nói chung là cứ đi về đây biết. Ok. Tầm này ăn tiền ở bắt tận tay anh em ạ. Để xem nào, cứ để từ từ xem. Chuẩn bị mình nột hết ví của Quang này. Nào. Quang. Bạn ơi, bạn tưởng ăn tiền của tôi là dễ à bạn? Không rồi. Có đâu nha bạn nha. Chuẩn bị bắt đây này, có bắt được không? Đi ra xem thế nào đã. Ôi giời ơi. Con diều kia đang lên rồi, xem là thả lại cần câu để quay lại chỗ đoạn này xem thế nào anh em nhá. Hôm nay quay bằng điện thoại hơi lung tí, anh em thông cảm anh em nhá. Đó. Để xem nào. Đâu, xem con diều bằng sao nó bị đánh về Quang. Dạ. Sao em anh tin tưởng em lắm đấy, thề luôn đấy. Không, con diều này vẫn đứng mà. Vẫn đứng à? Vẫn. Đấy thế á. Tôi cảm thấy là con diều này vẫn đứng lên ngon đấy các bạn nhá. À, đứng đi ngon được đấy. Bác nghe xem nào. Này vẫn đứng được mà. Đây các bạn có thể thấy không? Giống con ruồi mắt đỏ nhỉ. Nó bé bé rồi các bạn ạ. Đây là con diều của Danh này. Ui giời ơi, diều của Công. Con đứng yên thôi. Bắt tay bạn ơi. Hả? Tận tay nha, ok đi em ơi. Bắt tận tay đi. Giờ để xem Công bắt tận tay xem bắt tận tay thế nào. Giờ chuẩn bị đụng tiền thôi này. Đụng tiền á? Bạn chuẩn bị tôi đếm tiền xem là tổng bao nhiêu tiền nha. Đây là chơi tất ví rồi nha. Đếm ra tí nữa, nếu mà tôi thua cứ bắn cho, nhưng mà chắc chắn là tôi không thua rồi. Ok bạn ơi. Quăng dầm này. Để xem bắt tận tay. Cố lên Quang ơi, kéo xuống đi Quân ơi, một người kéo một người cuốn đi. Kéo từ từ nhẹ nhàng thôi nha. Chỉ đó sẽ có 100 đấy. Con ấy nó mà hết tiền rồi mà nhỉ. Ơi 100 này, 200 này, 300 này. 1 2 3 4 5 400. 1 2 3 4 5 500. Ui giời, hơn 500 rồi. 502, 503. 503. 504. 550. 577. 577.000. 3 577.000 thì cứ cho tròn là 600.000 đi.
tầm này thì 600.000 đồng chuẩn bị thuộc về tay tôi thì cứ đến xem thế nào, cùng có, năm là có hết cần ký. Fan xin hay là gì bảo bạn ơi thế này thế kia không? Tớ nghĩ là có ấy. Tớ nghĩ là có ấy bạn, bởi vì xuống tới nơi để xem là nhưng mà hôm nay nếu mà tôi thua ấy, anh em mình vẫn sông dây vẫn chơi nhau rồi nhá. Nhưng mà vẫn phải 600.000 nhá. Ừ, sao thế? Chơi nhau gì, mẹ tiền bạc tính gì? Thì bạn giờ, phải đưa tiền giờ, cho tôi để tôi tiêu hộ cho chứ. Từ từ để xem đã, không phải nói nhiều, giờ giải thích không mang được cái lợi ích gì cả. Ok chưa? Nhìn thấy con diều của bạn thì đang dãy dọn như kiểu mẹ sắp không thua rồi. Không dãy dọn đâu, cứ để quay xem con này đã. Tiến ơi, quay lên con diều này Tiến ơi, cho anh em xem. Công vẫn đang non dom anh em ạ. Không biết là bắt tận tay không. Để danh mà bắt tận tay mẹ chỉ có cắm đầu sông rồi. Mẹ danh báo lắm. Đây này, quay về diều. Để xem nào anh em ơi. Đấy. Đây à. Vẫn bắt tận tay anh em nhá. Thu đây, con diều đến được, con diều của tôi bạn ơi. Đâu, diều bạn đâu? Đây, để tôi lên đây. Tôi lên đây để cho bạn xem. Cố lên em ơi, thu tận tay nha em nhá. Tôi chuẩn bị đụng tiền rồi anh em nhá. Tôi chẳng cần biết. Nhưng mà quang bắt tận tay thì sao? Cứ để xem quang bắt tận tay đã. Ôi trời, đừng em ơi. Kéo đi, cứ kéo mạnh vào. Cứ kéo làm sao về tận tay được em nhá. Đừng để rơi em nhá. Em ơi, đừng để tiền rơi em ơi, diều này diều. Anh tin tưởng em ơi. Cứ kéo đi quang ơi. Mất tiền rồi. Ôi kéo cẩn thận Quang ơi, đừng để rơi em ơi. Đúng rồi. Quay cái kia Tiến ơi. Cố lên Quang ơi. Đừng kéo em ơi. Cố lên em. Ui ơi, chết rồi bạn. Ui ơi, ơi my god. Đúng rồi. Bạn à. Mình vẫn thế bạn nhỉ. Mà anh kéo gì đây? Mà tự ra đi. Đấy, giờ rượu này ôi, thằng em đi. Lắm. Thể chịu thằng em. Cứ anh đã nói rồi thì dù khó khăn thì mấy anh em vẫn chơi với nhau mà. Vẫn chơi với nhau nhưng mà tiền vẫn phải có chứ. Thế Công ơi. Ôi Công, có chia đôi không? Rồi 200 thôi. Ok. Hay thế. Thôi anh em mình ngay thỏa thuận bắt đầu. Nhưng mà đã chơi rồi thì phải đưa tiền đây. Cứ đưa tiền này đã rồi thỏa thuận gì với thỏa thuận. Thơm đấy anh em ạ, yểu nhiều hơn này. Tiền. Tiền rồi anh em ơi. Tiền này tiêu đi chơi bời thì quá đã luôn. Bạn để cho tôi 1 đồng ấy, cho tôi 900. 100 á? Ừ. Thôi đưa đồng nẻ nẻ lên này, cho 2.000. Vãi cho 2.000. 20.000 mua quả bóng bóng thổi. Chết về... rồi, Quang ơi, là Quang 100%. Mắc Quang được rồi là Quân. Chịu đây, giờ bạn phải để cho tôi đồng tối rồi đi chơi ấy rồi. Đấy, 5.000 gửi xe. Cho một tờ nữa, lúc về mua cái kem ăn mát tỉnh táo để mai bao giờ có gặp thách đấu thì phải suy nghĩ. Thôi bạn, đếch gai thì làm yes. Thế, làm người ai làm thế bạn không? Ơ này, cho 10.000 rồi, 10.000 nó cũng có giá trị đúng không anh em? Thôi về đây. Anh à. Về em ơi. Thất bại này các bạn ạ. Tôi không thể nào tôi tin được là cái cuộc ngày hôm nay. Quang ơi, Quang sao em lại làm thế? Thì anh không thể tin được cái chịu Quang rồi đấy. 10, 12. Nó bị như thế rồi thì thôi tôi chẳng nói gì được các bạn ạ. Đã thua là thôi chót rồi các bạn nha. Thôi cảm ơn các bạn đã xem hết video của tôi. Hôm nay là một ngày quá là buồn thảm hại với tôi. Tôi tin tưởng Quang lắm ấy chứ. Một cái em tôi rất là tin tưởng các bạn ạ. Nhưng mà thất vọng quá. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau các bạn nha. Bye bye các bạn. Buồn quá. Đi về các bạn ơi.